Các bạn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách làm con chuột trong cái 12 con giáp. Chuột thì cũng có nhiều cái mẫu, làm chuột đứng nè, cũng có nhiều mẫu, nhưng mà mình thấy có cái mẫu, này hôm nay mình làm cái mẫu là con chuột nằm. Đây. Mà mình làm cái này là làm hạt lớn. Mình làm từ cái hạt gốc 12 ly màu vàng. Mình làm hoàn toàn màu vàng. Và cái chân nó thì màu đỏ. Còn chuột này á, cũng là chuột nằm luôn. Mà cái này là từ cái hạt cơm nhỏ. Mình làm từ cái hạt màu vàng này nè, hạt 12 ly, hạt gốc 12 ly, hạt mắt cũng là 12 ly luôn. Mấy mẫu này thì cũng, cái mẫu này thì mình đã cũng có làm rồi trước rồi, các bạn coi cái clip trước của mình ha. Này con chuột mẫu chuột đứng thì cũng đã làm rồi, còn này cũng là mẫu chuột nhưng mà mình thấy cái mẫu này thấy nó không có dễ thương. Mình làm cái mẫu nên mình làm cái mẫu chuột nằm, chắc nằm làm được cái mẫu này. Các bạn mình bắt đầu mình làm á.